bóng ngoài sân. Điểm cho Đông Phú 23-12. Điểm cho Đông Phú 24-12. Bóng ngoài sân. Điểm cho Thanh Lâm 13-24. Điểm cho Đông Phú 25-13. Bóng ngoài sân. Điểm của Thanh Lâm 14-25. Điểm cho Đông Phú 26-14. Điểm cho Thanh Lâm 15-26. Bóng ra ngoài. Điểm cho Đông Phú 27-15. Chắn bóng thành công. Điểm cho Thanh Lâm 16-27. Bóng trong sân. Điểm cho Đông Phú 28-16. Điểm cho Thanh Lâm 17-28. Điểm cho Đông Phú 29-17. Bóng qua lưới. Điểm cho Đông Phú 30-17. Bóng ngoài sân 31-17. Như vậy là trận bán kết.